dự án TMS Grand City Phúc Yên, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do công ty cổ phần TMS Bất Động Sản làm chủ đầu tư đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chủ đầu tư TMS Land và sàn giao dịch Bất Động Sản Thế Kỷ Senland đã bắt tay nhau đưa dự án vào kinh doanh, có dấu hiệu huy động vốn, trái phép với hình thức đặt chỗ, đặt cọc, hợp đồng vay vốn, điều lạ. Qua thời gian dài, cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa có kiểm soát tránh rủi ro cho khách hàng. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án TMS Grand City Phúc Yên thuộc phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên có quy mô 18,5 ha với 812 lô đất nền và 3 loại hình sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố thương mại và nhà liền kề. Dự án được nhiều khách hàng biết đến sau sự kiện chủ đầu tư phối hợp với sàn giao dịch Bất Động Sản Thế Kỷ Senland tổ chức ra mắt dự án TMS Grand City Phúc Yên vào ngày 27 tháng 2 năm 2018. Sự kiện có đồng chí Bùi Hồng Đô, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo thành phố Phúc Yên tham dự. Ngay sau sự kiện ra mắt hoành tráng, dự án nhanh chóng trở thành điểm đến của nhiều khách hàng, trong đó phần lớn là khách đầu tư. Có được sức nóng này là do một lượng môi giới hùng mạnh bủa vây quanh dự án và thông tin nở rộ khắp trên Internet. Theo tư vấn của nhân viên môi giới cho biết, hiện dự án đã bán hết giai đoạn 1 khoảng 300 lô đất sau 2 ngày mở bán, với mức giá từ hơn 9 triệu đến 13 triệu đồng trên 1m2. Hiện tại, đơn vị phân phối đang cho khách hàng đặt chỗ ưu tiên. Chủ đầu tư chuẩn bị đưa ra thị trường giai đoạn 2 với hơn 150 lô, nhưng khách hàng đã đặt chỗ ưu tiên hết hơn một nửa số lô nói trên. Nếu mà giai đoạn 1 ra hơn 300 ô thì bên em bán còn sót được vài ô thôi. Bán trong vòng 2 buổi mở bán đã hết rồi. Giá bán thì nó sẽ dao động từ hơn 9 triệu đến 13 triệu. Để trong khoảng giá đó. Giai đoạn 2 thì bên em đang cho khách hàng đặt chỗ ưu tiên. Có khoảng 150 ô đặt chỗ ưu tiên thì bên em khách hàng cũng đạt được khoảng hơn một nửa rồi. Giai đoạn 2 thì bên em chưa có giá. Nhưng mà cứ hình dung là chắc chắn giai đoạn 2 giá sẽ cao hơn giai đoạn 1 rồi. Cũng theo nhân viên môi giới này thì chưa có dự án nào trong thời điểm hiện tại lại có tốc độ bán nhanh như vậy. Trong giai đoạn mở bán đợt 1, nhiều người lướt sóng nhanh đã có lãi từ 50 đến 100 triệu đồng ngay từ giai đoạn đầu. Đặc biệt, có những người đã ăn chênh được từ 300 đến 400 triệu đồng. Tốc độ rất là nhanh ạ. Trong thời điểm hiện tại thì gần như là không có dự án nào bán tốc độ bán nhanh như dự án này. Đầu tư sinh lời nhanh như thế. Giai đoạn đầu nhiều khách hàng có thể bán chênh 50 đến 100 triệu. Ngay giai đoạn đầu luôn từ đầu rồi anh ạ. Có những người kiếm 300-400 triệu mang về rồi. Về tiến độ, thời gian thanh toán, nhân viên môi giới tư vấn cho biết. Thời gian thanh toán nó sẽ theo như này nhé. Đóng 20% đợt đầu tiên này. Có nghĩa là trong 3 tháng đầu tiên nhé. Để mình nếu mà đầu tư để mình gói gọn để cho anh hình dung 3 tháng đầu tiên anh đã phải đóng đến 50% rồi. Sau khi đến giai đoạn cuối anh đóng 45%, giai đoạn nhận sổ anh đóng 5%. Chủ đầu tư là TMS anh ạ, TMS Group. Em thì bên chủ tư không bán thì em là bên đơn vị phân phối trực tiếp giá gốc, em bên Sen Group anh ạ. Vâng, độc quyền anh ạ, bên Sen anh ạ. Hiện tại bên em thì nó triển khai thì mới xong đất mặt bằng và làm con đường anh ạ, đường bên trong được 19,5 mét. Tuy nhiên, theo thực địa của chúng tôi trong những ngày tháng 4 năm 2018, dự án gần như án binh bất động. Một phần của dự án đang được đổ đất, san lấp mặt bằng, nhìn tổng thể, toàn bộ dự án chưa có hạ tầng đường xá, điện nước. Điều này khẳng định việc chủ đầu tư bán hàng khi chưa đủ pháp lý. Theo các chuyên gia pháp lý, Điều 55 Luật Kinh doanh Bất Động Sản sửa đổi năm 2014 có quy định dự án hoàn thành cơ sở hạ tầng mới được phép mở bán. Ngoài ra, trong hợp đồng hợp tác đầu tư, chủ đầu tư được nhận vốn góp của khách hàng và trả bằng lãi suất, không được trả bằng căn hộ. Và theo điểm A, khoản 2, điều 19, nghị định số 99 năm 2015, hướng dẫn luật nhà ở quy định, luật nhà ở năm 2014 không cho phép chủ đầu tư ký hợp đồng đặt cọc với cá nhân, tổ chức nhằm huy động vốn xây dựng dự án nhằm mục đích được ưu tiên đăng ký hoặc hưởng quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai. Việc ký hợp đồng đặt cọc để giữ chỗ, ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là trái với quy định của pháp luật. Đặc biệt, khi có tranh chấp, đây sẽ là giao dịch dân sự vô hiệu vì có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, thiệt thòi phần lớn sẽ thuộc về khách hàng. Như vậy, cú bắt tay của TMS Land và Senland để triển khai hoạt động kinh doanh dự án TMS Grand City Phúc Yên trong khi chưa hoàn thiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và các thủ tục pháp lý liên quan là trái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khách hàng có nguy cơ gặp rủi ro lớn khi dự án này liên tục bị trì hoãn từ năm 2010.